Là một trong những nghệ nhân sinh vật cảnh các quốc gia tiêu biểu của tỉnh Bến Tre, ông Trần Chiến Đấu, sinh năm 1955, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh huyện Mỏ Cày Nam, không chỉ giỏi về chuyên môn cây cảnh mà còn có nhiều đóng góp cho công tác hội để phong trào sinh vật cảnh phát triển mạnh mẽ tại địa phương. Từ nhỏ, ông Đấu đã có niềm đam mê với cây cảnh, thường xuyên đi thu thập các loại cây quý hiếm và tạo dáng cho chúng. Ông cũng thích khám phá các khu rừng ngập mặn, rừng nguyên sinh, tìm kiếm các gốc cây có hình dạng độc đáo và mang về làm nguyên liệu cho việc sáng tác. Trong số các loại cây cảnh, ông Đấu có niềm say mê đặc biệt với hoa mai, loài hoa gắn liền với văn hóa và tâm hồn người Nam Bộ, biểu tượng của sự may mắn, tốt đẹp, một sự khởi đầu hoàn hảo và thịnh vượng cho một năm mới. Trong vườn kiểng nhà ông Đấu có rất nhiều loại mai quý hiếm, có giá trị kinh tế cao và đã từng giúp ông giành được nhiều giải cao tại các hội thi sinh vật cảnh cấp tỉnh và khu vực từ năm 2015 đến năm 2018. Ông đã kỳ công chăm sóc hàng chục cây mai vàng có tuổi đời trên 100 năm với hình thù đa dạng, độc đáo. Với ông, việc được trồng và tự tay chăm sóc những cây mai vàng có giá trị là thú vui vô cùng tao nhã mà không phải ai cũng có cơ hội để trải nghiệm. Ông Đấu cũng là một trong những nghệ nhân tiêu biểu tại tỉnh Bến Tre trong việc tạo dáng cho cây mai, sáng tạo ra những gốc mai độc đáo và có ý nghĩa sâu sắc. Một trong số đó là sáng tạo ra cây mai đĩa ghép với hoa mai thập nhị toàn, với hàng trăm gốc mai độc đáo có giá trị kinh tế cao. Cái tâm quyết của tôi là với vai trò là phó chủ tịch đó, thì làm như thế nào mà vận động hội viên tham gia sản xuất và cái phong trào sinh vật cảnh của huyện nhà. Là với vai trò là thường trực thì tôi sẽ chỉ đạo cho các cái xã tiến hành cái củng cố và nhân rộng các cái mô hình làm kinh tế sinh vật cảnh của huyện nhà để tạo điều kiện giúp đỡ cho cái hội viên phát triển kinh tế trong thời gian sắp tới. Chú Đấu thì chú là phó chủ tịch hội sinh vật cảnh của huyện Mỏ Cày Nam, thì chú cũng về công tác chuyên môn rồi củng cố phong trào thì chú rất là tích cực. Thì chú cũng đã củng cố các cái hoạt động hội của xã, rồi cái hoạt động của huyện á, thì chú cũng tích cực trong cái nòng cốt ở trong cái ban thường trực, ban chấp hành, thì cái gì cũng duy trì cái hoạt động của hội của Mỏ Cày Nam thì nói chung là cũng tốt. Không chỉ là một nghệ nhân sinh vật cảnh giỏi, ông Đấu còn là người tâm quyết với việc phát triển ngành sinh vật cảnh ở địa phương. Để giúp phong trào sinh vật cảnh phát triển mạnh và giúp hội viên phát triển kinh tế, ông chủ động mở các lớp tập huấn kỹ thuật về sinh vật cảnh, giới thiệu giống cây cảnh mới cho hội viên, duy trì sinh hoạt câu lạc bộ sinh vật cảnh tại các xã. Không những thế, ông Đấu cùng với các thành viên trong ban chấp hành hội thường xuyên tổ chức các cuộc thi, triển lãm và giao lưu sinh vật cảnh để nâng cao trình độ và tay nghề cho các nghệ nhân và người yêu cây cảnh. Nhờ có sự đóng góp của ông, Hội Sinh vật cảnh huyện Mỏ Cày Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Ông Sở Đấu là phó chủ tịch Hội Sinh vật cảnh huyện, nhưng ông cũng có một cái tinh thần trách nhiệm rất cao mà để kêu bằng hỗ trợ cho xã chúng tôi và mà nói chung là các xã trong huyện. Anh Sở Đấu rất nhiệt tình, năng nổ trong cái nghề nghiệp vì lòng đam mê. Anh Sáu là dẫn dắt được các cái thành viên trong cái hội sinh vật cảnh của huyện nhà là càng ngày đưa lên một cái lòng đam mê nhiệt tình. Phải nói là anh rất là săn sáo và nhiệt tình trong cái công tác mà phục vụ để cho cái hội sinh vật cảnh của huyện nhà mình phát triển. Với những đóng góp của mình, năm 2018, ông Đấu đã được công nhận đạt nghệ nhân sinh vật cảnh cấp quốc gia. Đây là niềm vinh dự và tự hào không chỉ của riêng nghệ nhân Trần Chiến Đấu mà còn của cả ngành sinh vật cảnh huyện Mỏ Cày Nam. Ông Đấu chia sẻ, thời gian tới, ông sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống yêu cây cảnh của quê hương, đồng thời góp phần truyền bá bản sắc văn hóa địa phương qua những tác phẩm sinh vật cảnh mang đậm dấu ấn riêng của mình.